Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 721 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho thi trên Gmail. Tập 720 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Biện Văn Quang, bạn Duy Khanh Nguyễn và bạn Trường Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện tuy rằng bạn không có nhìn thấy nhưng mà bạn nghe được và một chuyện á là xảy ra trong gia đình của bạn. Người bị nạn là em trai họ của bạn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng vào năm mà bạn 19 tuổi thì bạn vào Sài Gòn để mà đi học đại học. Thì khi mà vào Sài Gòn bạn cùng với lại một bạn nữ khác Hai bạn đã thuê một cái phòng trọ nằm trong một ngôi nhà ba tầng lầu Trên đường Cây Trăm, quận Gò Giáp các bạn Thì ngôi nhà này trước đây á, là người ta kinh doanh khách sạn Cho nên nó là mỗi phòng của người ta đều đủ tiện nghi Và có luôn toilet trong phòng luôn Mà sau này á, thì người ta không có kinh doanh khách sạn nữa Mà người ta chuyển qua làm phòng trọ cho thuê tháng thì cái lúc mà hai bạn dọn vô á là nhà này là gồm có một trệt ba lầu nha cái trệt ở dưới thì người ta để xe Còn ba tầng lầu trên thì cứ mỗi tầng như vậy là sẽ có ba phòng Hai bạn ở trên tầng 3 mở cái phòng chính giữa nha Ở ngoài thì còn một phòng, ở trong còn một phòng Và đi vô thì có cái cầu thang để mà đi xuống Cái lúc mà hai bạn dọn vô thì hai bạn nghe những cái anh chị mà ở tầng dưới Nói rằng là ở trên tầng 3 mà cái phòng ngoài cùng là kế bên phòng của bạn á thì cái phòng này á là có nhiều người ở lắm rồi nhưng mà người ta vô á thì tầm khoảng chừng 15 hoặc là quá lắm là 30 ngày người ta sẽ dọn đi chứ không có ai ở mà hơn một tháng cả cứ 15 hoặc là 30 ngày người ta dọn đi mà hai bạn hỏi lý do làm sao mà mấy anh chị đó thì lại không có nói cười cười nói rằng biết các bạn nhưng khi mà hai bạn ở trên đây rồi á, thì hai bạn mới biết lý do gì sao hai bạn kể rằng cái lúc mà mới dọn vô á, thì bên cái phòng đó đó là có một chị ở cái chị này cũng mới dọn vô đây thôi cái chị này á, thì không có đi học nha mà băng ngày á là chỉ ở nhà chỉ ngủ xong rồi ban đêm á là chỉ làm đêm bắt đầu đi làm đêm cho tới sáng chị mới về rồi chỉ ngủ rồi bắt đầu tới tối hả là chị mới đi làm đêm mà chỉ ở có mình à thì khi mà chỉ đi làm đêm như vậy ở ngoài thì khóa cửa trong phòng không có ai hết nhưng mà hai đứa bên đây cứ liên tục nghe tiếng động ban đầu thì hai đứa nghe tiếng là nước mà giống như là chỉ mở nước nhỏ nhỏ các bạn kêu tỏn 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 tuy rằng là nó rất là nhỏ nhưng khi mà mình ngủ trong đêm mình nghe rất là rõ mà khi nghe vậy mình rất là khó chịu luôn thí dụ như mình ngủ mà mình cứ nghe tiếng nước chảy vậy là hai đứa khó chịu lắm nhưng mà ban đầu hai đứa cứ nghĩ rằng là có thể cái chị này nè là cố tình đó là để cái xô xong rồi dặn nước nhỏ 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 vậy để cho nước nó không có qua đồng hồ hai đứa có nghĩ vậy không nhưng hả là tới cái ngày hai ba ngày sau á tự nhiên nước nha là trong phòng hoàn toàn không có ai ở ngoài thì khóa cửa rồi mà nước trong phòng á là như là có ai dặn nó kêu ào 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 xà 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 nó đổ ào ào đổ xà xà như vậy mà ban đầu á là không có nghe nhưng nửa đêm á là như là có ai dặn nước xài như vậy đó rồi ngoài tiếng nước chảy ra ha hai đứa còn nghe tiếng gõ cửa tiếng gõ cửa mà bạn nói cái cửa ở đây không phải là cửa gỗ mà cửa dạng như là ở dưới là bằng nhôm rồi ở trên nó là dạng kiến mờ á mà tiếng gõ cửa kêu sạch 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 vậy đó hoặc là tiếng đi tới đi lui đi tới đi lui trong phòng rồi tiếng mở cửa kêu cọt kẹt như vậy hoài luôn mà trong khi bên phòng đó thì cái chị kia chỉ đi làm rồi không có ai trong phòng hết mà cứ liên tục như vậy ban đầu hai đứa cũng sợ lắm tuy nhiên á là cũng do là bên đây có hai người cho nên nó là cũng trấn an thôi kệ đi rồi hả là suốt trong gần một tháng trời như vậy á thì cuối cùng cái chị đó thì không có nói chuyện với hai đứa cho nên nó là cũng không có biết rằng chỉ gặp cái gì nhưng mà là một tháng sau chị này dọn đi các bạn không ở nữa thì khi mà chị này dọn đi đâu được hai ba ngày á là có người mới vô liền thì người mới á là hai vợ chồng của cô chú hai người này tầm khoảng chừng bốn mấy năm mươi tuổi người chồng tầm năm mươi tuổi còn người vợ tầm bốn mấy tuổi thôi thì bạn kể rằng á là cái lúc mà cô chú này vô ở á cái ngày đầu tiên bình thường hai bạn không nghe tiếng gì hết nha nhưng cho tới cái ngày thứ hai cái lúc đó đó là lúc đó là hai đứa đèn chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mà do ở ngoài cái hành lang á là có mở cái đèn sáng mà cái cửa này á, là dạng cửa nhôm mới nãy khi nói là có kiến mở trên cho nên đó là thí dụ như nếu mà ai mà có đi qua đi lại á thì thế nào hai đứa nằm trong đây dòm ra là sẽ thấy cái bóng lướt qua lướt lại thì lúc mà hai đứa đang chuẩn bị ngủ vậy đó ha thì tự nhiên hai đứa nghe tiếng gõ cửa bên kia nghe sạch 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 sạch, sạch vậy đó thì hai đứa mới giật mình là nghe mà cho nên hai đứa dòm da nhau xong rồi nhìn ra ngoài. Thì khi mà nhìn ra ngoài tự nhiên hai đứa nhìn thấy như là có một người mà cái người này không phải là đi từ từ mà người này giống như là vút qua, giống như nhanh thiệt là nhanh. Mà ở trong đây mình nhìn ra mình thấy như là có người mà chạy thiệt là nhanh chạy ở ngoài vậy đó. Mà khi mà cái người này đi nhanh như vậy nhưng lại không hề nghe tiếng động gì cả, không nghe tiếng động gì hết thì sau khi mà cái bóng đó vuốt qua một cái ha thì cái ông cái chú đó đó ở bên phòng kia là ổng mở cửa ra ổng mở cửa ra mà ổng chửi quá trời luôn các bạn ổng chửi mà hai đứa nằm trong đây nghe ổng chửi hả là ổng chửi thề nha xong rồi ổng nói hả là đứa nào đứa nào mà mất dạy đứa nào mà mất dạy hả đủ mấy hôm qua tới giờ á làm cái gì á mà gõ cửa phòng tao hoài không có cho tao ngủ nghe gì hết trơn đứa nào mất dạy vậy xong cái hai đứa nghe um sùm rồi nghe hả là cái cái cô vợ á, là ga can cái ông này nữa xong hai đứa cũng nhào ra mở cửa nhiều chuyện mà mở cửa ra thì cái ông này á, là cầm một cái sợi dây xích mà cái mặt ông tức giận dữ lắm ông cứ chửi nha ông chửi quá trời luôn ông nói đứa nào mà mất dạy tao mà bắt được đứa nào á, là tao đánh chết tao đánh chết vậy đó thì hai đứa mới giờ rồi cái cô vợ thì can ổng nha thì hai đứa mới nói với cô vợ rằng á, là cô cô chú ơi chú à, cái phòng này á là hả có ma chú ơi À, giống như là lúc nào cũng nghe tiếng động hết thì cái cô vợ á mới nói rằng ủa vậy hả con trời ơi cô nghi lắm rồi mà cô nói chú tin đó là cái người vợ là nghi nhưng mà nói ông chồng ông tin các bạn thì khi mà hai đứa nói vậy cô vợ nói vậy xong cái ông này nè ổng đang tức mà các bạn cầm cái dây sợi dây xích á quay qua ổng nhìn hai đứa mà chửi nha mẹ hả hai đứa bay ăn nói bậy bạ ma cỏ gì mà ma cỏ cái này ma sống chứ ma chết cái gì tao á mà bắt được đứa nào mà phá tao hả là tao đánh chết tao đánh chết thì hai đứa thấy ông này dữ quá cho nên nó là hai đứa cũng đóng cửa đi vô trong nằm luôn xong rồi á là cứ hả là buổi tối là vẫn nghe tiếng động bên phòng bển vẫn nghe tiếng hả là nước chảy ha xong rồi tiếng gõ cửa rồi tiếng đi tới đi lui rồi nửa tháng sau hai vợ chồng này không biết có thấy gì nữa không mà hai người dọn đi luôn các bạn thì khi mà hai người này dọn đi luôn á hả là hai bạn sợ dữ lắm sợ lắm trong cái thời gian phòng trống là liên tục luôn trong khi phòng trống chủ nhà người ta đã khóa cái phòng đó rồi nhưng mà liên tục vẫn nghe tiếng ầm ì bên đó vẫn nghe tiếng nước chảy dai, vẫn nghe tiếng đi tới đi lui, vẫn nghe tiếng gõ cửa, vẫn nghe tiếng giống như là mở cửa sột sạt sột sạt vậy đó. Cho nên á là lợi dụng là ở dưới cái tầng dưới có người người ta mới đi á, thành ra là hai đứa đã xin với lại cái cô chủ nhà cho hai đứa dọn xuống dưới chứ không có dám ở trên đó nữa tại vì ở trên đó là coi như hầu như ngày nào cũng nghe tiếng như vậy á rồi bên đây sợ cũng không dám ngủ nữa xong rồi ha là khi hai đứa dọn xuống dưới thì cái phòng đó cứ trống hoài hoặc là có người thuê nhưng mà người ta không có ở lâu cứ hả là tầm khoảng chừng một tuần nửa tháng hoặc là quá lắm là một tháng người ta dọn đi thì do là dọn xuống dưới rồi không có nghe gì nữa cho nên cũng ở đây lâu thì trong cái thời gian ở đây lâu á thì hai đứa cũng có ra ngoài nhiều khi mua ghé tiệm tập quá mua món này món kia riết rồi cũng quen với lại dân xung quanh đó thì người ta mới kể rằng trước đây á là trong cái nhà đó trong cái phòng đó luôn á là có một cái cô gái vô đây thắt cổ các bạn cái lúc mà nhà này cho thuê khách sạn á thì cái cô gái này là khách đi vô trong cái phòng đó thắt cổ chết trong đó thì từ khi mà cổ chết trong cái phòng đó đó là cái linh hồn cổ quấy dữ lắm không có ai ở được hết trơn á mà thi thấy ngộ quá nhiều người á tự giận á thì thôi muốn chết muốn hả là kết liễu cuộc sống của mình á thì kiếm cái chỗ nào vắng vẻ tự nhiên vô nhà người ta vô khách sạn người ta tự giận làm gì rồi hả là quậy phá nhà người ta các bạn thấy có nhiều người ngộ hết các bạn ha thì đó là khi mà nghe những cái người này nói vậy thì hai đứa mới biết rằng trong phòng đó có một cái vong linh của cô gái thắt cổ thì đây là cái câu chuyện đầu tiên các bạn thấy bạn này không có nhìn thấy nhưng mà bạn liên tục bạn nghe mà nếu mà các bạn tưởng tượng đi mình nằm ngủ ban đêm mà mình cứ nghe những cái tiếng động như vậy mà mặc dù ở bên đó hoàn toàn không có ai thì thử hỏi cái cảm giác mình như thế nào nhiều khi mình nghe mình không có sợ á nhưng mà đặt mình vô trong cái trường hợp của hai bạn này á, thì rất là sợ các bạn Thì đây là câu chuyện đầu tiên do bạn gửi về tiếp theo cái câu chuyện thứ hai câu chuyện này á, là kể về người em họ của bạn em này á, là con của cô ruột bạn cô là em ruột của ba bạn nha nhà của bạn quê của bạn á, thì bạn không có nói nhưng mà bạn nói rằng á, là nhà bạn kinh doanh thủy hải sản À, chuyên môn á, là bỏ mối hả là vô sài gòn nè hoặc là hả là qua những cái tỉnh thành khác bỏ mối hải sản á các bạn thì em này á em họ của bạn á rất là hiền mà chuyện này xảy ra cách đây 11 năm trước rồi thì em này năm đó cũng tầm khoảng chừng 19 chín đôi mươi tuổi à mà em rất là hiền luôn nha mà hả tính tình hiền hòa ai cũng thương mến hết và em trai của bạn á thì à, làm là giống như là giống như là theo áp tải xe tải chở hàng vậy đó chuyên môn á, là đi coi hàng hóa rồi đi cân ký cho người ta vậy đó thì em đi theo và em cũng làm cái công việc này á, là cũng thời gian cũng bình thường ai cũng thương mến hết thì cho tới một hôm hôm đó là em của bạn bị cảm và khi bị cảm cũng không phải là bị gì đến nỗi mà nặng mà phải nằm một chỗ chỉ hơi cảm sốt hơi chút chút thôi cho nên đó là cái hôm đó, đó là có chuyến hàng vô sài gòn thì thành ra em bạn phải đi mà do bị cảm như vậy thành ra em đã đi ra ngoài nhà thuốc để mà mua thuốc các bạn mà các bạn biết rồi những cái liều thuốc cảm á là thường người ta hay có cái chất gây ngủ cho nên á là khi mà uống cái thuốc này vô á thì em rất là buồn ngủ các bạn mà cũng vì cái nguyên do này á mà em đã mất trong một vụ tai nạn thì bạn kể rằng cái hôm đó nha là lên hàng xong thì mọi người lên hàng có người rinh lên hết rồi Rồi em cũng không có vui vẻ Tại vì hôm đó mệt trong người nha Nhưng mà vẫn leo lên xe ha Thì khi mà tài xế lái tới địa phận Đồng Nai rồi đó Thì cái chú tài xế này cũng làm trong nhà bạn cũng đã mấy năm rồi Chú cũng rất là hiền bình thường Thì cái lúc đó là khi mà gần tới cái đoạn dốc đó đó Thì em bạn mới nói với chú rằng là Trời chú ơi con mệt quá mệt quá chắc là con nằm con nghỉ một chút Nhức đầu quá trời luôn Với lại là uống thuốc làm như là Nó có có cái chất gây ngủ á Cho nên nó là để con nằm ngủ một chút như chú Tại vì đang tám với ổng mà Thì cái chú tài xế này nó ừ thôi mày ngủ đi Mà lúc đó là cũng nửa đêm cho các bạn tầm khoảng 1-2 giờ sáng Thì chú mới nói ừ thôi mày ngủ đi Để tao chạy thêm chút nữa tao mệt tao ngủ Xong rồi á là em bạn mới nằm xuống ngủ rồi chú tài xế ngồi thì lái xe thì khi mà chú tài xế này lái được một khúc rồi ha bắt đầu xuống cái đoạn dốc mà cái đoạn dốc này rất là dài thì cái lúc mà xuống đoạn dốc này á tự nhiên chú phát hiện rằng cái xe nó bị đứt thắng bị đứt cái phanh rồi các bạn mà khi bị đứt phanh như vậy chú không biết phải làm sao rất là sợ sợ lắm mà nhìn đó thì lúc đó là hên một cái là một hai giờ sáng cho nên nó là không có người dân nào mà đi xe máy qua lại hết hoàn toàn là vắng tanh ai cũng ngủ hết rồi thì chú nhìn chỗ chú sợ quá chỗ đứt tha đứt thắng rồi không biết phải làm sao thì nhìn qua bên đây là có nguyên cái chiếc xe tải nó đang đậu bên vệ đường đằng kia ha còn bên đây là có nhà dân thì chú nhìn đó là ở bên đây nè, thí dụ như chiếc xe tải nó nằm đây thì ở bên đây nó có nguyên một cái bãi đất trống thì chú tính rằng á là bây giờ nếu mà chạy xuống dốc hoài không nên lỡ mà đi xuống dưới thì gặp cái người nào mà mà người ta đang chạy xe rồi mình đụng người ta cũng không được thành ra chú quyết định đó là mình sẽ đánh lái vô trong cái bãi đất trống đó để mà hả rồi uh, mình đánh lái vô đó đi rồi mình nhảy xuống xe coi như là đỡ được phần nào hay phần đó mà thí dụ mình quẹo ở đây đụng nhà dân sao cho nên đó là chú mới quyết định vậy thì thành ra chú đã quay lại kêu em của bạn thì thi tạm gọi em của bạn tên là minh ha thì kêu em của bạn rằng á là minh minh dậy dậy mày ơi xe đức thắng rồi dậy mày ơi đức thắng đức thắng rồi dậy nhảy khỏi xe nhảy khỏi xe liền mày ơi mà kêu quá trời nóng tỉnh kêu quá trời luôn các bạn mà nó cứ nành nó ngủ mà chú vừa cầm cái, cái 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 vô lăng mà chú vừa lay lay quá trời minh dậy 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 mày ơi mà nó không tỉnh các bạn không biết là không biết là tới số hay là nó uống cái thuốc có cái, cái chất gây ngủ á mà nó lại ngủ mê man như vậy thì lúc đó là chú không biết phải làm sao thì kêu hoài không được kêu hoài không được thì lúc đó là sắp là phải đánh lái vô trong cái bãi đất trống đó rồi mà cái chỗ đó nó hẹp nha các bạn chú này nhảy ra kịp coi như không kêu nó kịp cho nên nó là thôi bây giờ phải mình cứu cái mạng mình chú này nhảy ra chú này cũng bị thương xong rồi á là khi mà nhảy ra khỏi xe rồi á thì xe này thay gì là chạy vô cái bãi đất trống đó nhưng mà cái đường chạy vô nó rất là hẹp các bạn xe tải nó đậu trắng rồi cho nên cái đường chạy vô nhỏ lắm thì lúc đó hả là cái đầu xe của chú này á là đã đâm thẳng vô trong cái đít xe tải luôn mà các bạn biết em của bạn đã chết trong cái vụ tai nạn như vậy thì uh, khi mà em của bạn chết ở đây á là tầm khoảng chừng gần 2 giờ sáng ha thì ở bên đây ở bên quê của bạn nhà của bạn á là có một cái chị chị này cũng là chị bà con gần trong gia đình uh, cô bác hoặc là cô cậu với nhau không à thì cái chị này đang ngủ tự nhiên á là chị nằm mơ chị nằm mơ chị thấy cái thằng minh này nè chị thấy nó về nó kêu chị chị dậy 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 chị à đúng cà phê với em đúng cà phê với em mà chị nó nó kêu liên tục nó kêu liên tục thì chị này á, mở mắt ra thấy nó đứng nó đang đứng nó lại chị 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 vậy uống cà phê với em vậy uống cà phê với em thì chị mới nói trời mày vô duyên quá nha minh giờ này khuya rồi giờ này hả khuya rồi mà uống cà phê gì có phải hả là sáng hoặc là ban ngày đâu uống cà phê đó mà nó cứ đứng nó kêu nó đứng nó kêu miết luôn các bạn chị vậy vậy uống cà phê với em uống cà phê với em nè xong cái hả là chị đang bực bội tao mệt mày quá minh ơi tao mệt mày quá thì điện thoại reo điện thoại reo lên nha các bạn thì chị mới giật mình chị mới nhìn vô cái điện thoại lúc đó nhìn lại thì không thấy thằng minh đâu thì mới biết rằng là mình mới vừa nằm mơ chỉ giật mình á bởi cái tiếng điện thoại đó thì chị nhìn vô màn hình á là chị thấy rằng á là cái thằng minh nó gọi cái 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 chữ hả là tên minh luôn là minh đang gọi thì chị mới nghe chị mới nghe chị mới nói rằng á là cái gì đó cái gì mà giờ này khuya rồi gọi tại vì giờ đồng hồ thấy mới 2 giờ sáng à thì cái lúc đó hả là cái người bên kia không phải là em Minh này Mà là cái chú tài xế đó Chú nói rằng á là tôi, tôi không phải Minh Không phải Minh đâu, không phải Minh đâu Thì cái chị này nói Ủa số này của Minh mà sao chú lấy chú gọi vậy Thì lúc đó ổng mới nói không số này của tôi Mà trong khi rõ ràng con mắt chị không biết là do lúc đó chị sơi ke Hay là chị mới vừa thấy Minh mà chỉ nhìn vô cái màn hình điện thoại Chị nói là Minh gọi thì chú đó nói rằng là trời ơi trời ơi mẹ ơi thằng Minh nó chết rồi nó chết rồi tai nạn vậy nó chết rồi thì lúc đó hả là thông báo cho gia đình gia đình của bạn hả, là thuê một cái chiếc xe 45 chỗ để mà ra mà hả đón xác em minh về thì bạn nói rằng hả, là em bị hả, là giống như là cái đầu xe đông tông thẳng vô trong cái đít xe tải đó cho nên nó là cái phần mặt của em chỗ này là bị nát hết luôn các bạn nát hết mà chỉ còn nguyên dạng được cái phần trán thôi phần tráng nguyên dạng còn nguyên cái phần mắt mũi miệng trở xuống là nát bét hết rồi cái tay là cũng nát hết một cánh tay còn á là toàn bộ thì còn nguyên dạng thì cái lúc đem về gia đình bạn bè hàng xóm ai cũng đau buồn hết ai cũng thương làm đám ma cho em minh á thì rất là nhiều người đi tại vì em này hiền lắm cho nên nó là mọi người thương mến cho nên nó là mọi người đi nhiều lắm thì khi mà chôn cất em xong á là mấy ngày sau nha là liên tục từ người này cho tới người kia ở trong nhà liên tục bị em này về quậy. Mấy anh em mà làm ở trong cái chỗ công ty nhà bạn á là chuyên gia ha, thấy em, thấy em đi tới đi lui hoặc là nghe tiếng dép đi sẹp 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 sẹp, nhìn lại thấy em Minh hoặc là người nhà của bạn á là từ người bà con này cho tới người bà con khác là liên tục bị về kéo tay kéo chân người mở mắt ra thấy thấy mình cái xong cái nó biến mất tiêu rồi cái người cô của bạn á là mẹ của em Minh á thì cô của bạn á là tầm khoảng chừng mấy tháng sau sau khi mà em Minh mất á thì cổ nằm mơ trong cái giấc mơ cổ thấy em Minh đứng ngoài sân nhà không có vô nhà thì cổ cứ đứng đợi cổ trong cái vía đó đó là cổ thấy rằng mình đứng ở trong nhà mình đợi nó vô nhưng mà nó lại không vô cho nên nó là cổ mới bước ra ngoài sân mà cái vía đó là cổ biết rằng con của mình đã chết rồi thì cổ mới ra cổ mới hỏi rằng là sao con không vô nhà mà con về đây mà con đứng ngoài sân vậy sao con không vô thì nó mà cổ nói rằng là trong cái giấc mơ đó cổ biết rằng người đó là minh Cô biết nha, nhưng mà cái gương mặt đó là cổ không có thấy được Không có nhìn thấy được cái gương mặt của nó Thì nó mới trả lời Nó nói rằng là mẹ ơi mẹ con không có vô nhà được Con không vô nhà được Thần giữ cửa nhà mình á Dữ quá, à, mạnh quá Cho nên là con mới có vô được mẹ ơi Xong cái nó nói vậy nè Nó nói rằng là mẹ mẹ à, Mẹ gửi tiền xuống Để cho con sửa mặt nha mẹ ừ. Tại vì là con tới số chết rồi Nhưng mà cái mặt con xấu quá cho nên nó là mẹ gửi tiền xuống cho con sửa mặt nha mẹ thì khi mà nghe như vậy á thì cô của bạn giật mình giật mình hả đổ mồ hôi lã chả rất là nhiều tới sáng ngày hôm sau kể lại cho mọi người trong dòng họ nghe thì mọi người nói trời thay thôi mình đốt giấy tiền cho nó xong cái hả là cổ mới đốt đốt giấy tiền cho nó thì tầm khoảng 2 tháng sau là cổ lại thấy một lần nữa trong cái lúc này là cổ thấy về cái gương mặt đẹp lắm cũng đứng ngoài sân không vô nhà cái cổ đi ra cổ ra cái hả là chưa kịp nói gì á thì nó đã nói mẹ 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 nhìn nè à, mẹ nhìn nè à, mặt con có đẹp không mẹ con mới sửa mặt á mặt con rất là đẹp mà lúc đó cái tay của nó thì quạt quẹo là do tay của nó một tay chết là bị nát bét cho nên nó là thấy quạt quẹo vậy đó thì nó nhìn cái tay nó nói mẹ ơi mẹ gửi tiền thêm để cho con sửa cái tay mà con nói nè mẹ nghe nè à, con á là con ở dưới đây con có bạn gái rồi con có bạn gái rồi cho nên á hả là à, con khỏe dữ lắm mẹ đừng có lo cho con con khỏe dữ lắm mẹ đừng lo Mẹ nhớ nha Mẹ nhớ gửi tiền cho con để con sửa cái tay nha mẹ Thì lúc đó cô của bạn giật mình thức dậy Rồi lại đốt giấy tiền Để mà gửi xuống cho em đi sửa cái tay các bạn Thì đây là cái câu chuyện thứ hai Xảy ra ở trong gia đình của bạn Thì à, ừ, tiếp theo một cái câu chuyện khác Chuyện này á là xảy ra ở Tiền Giang à, Bạn này đã gửi về hai chuyện Một chuyện á là xảy ra ở nhà của người hàng xóm của bà nội của bạn hên bạn nói rằng hên nha tại vì trong xóm này thì ai đi ngang nhà này cũng nhìn thấy hết trơn á mà bạn thì bạn không ở chung với nội thành ra là bạn không thấy mà bạn về là bạn nghe bà nội nè với lại mấy người trong xóm kể thì chuyện bắt đầu xảy ra là cách đây rất lâu đó là vào năm 1970 năm 1972 năm này nè nhưng mà không có rõ là năm nào thì ở trong xóm của hả là ông nội bà nội của bạn á là có nhà của một cái ông sau này ông cái ông này ông tên là bảy ưa ông này hiện tại bây giờ tầm khoảng 60 mươi mấy tuổi mà cái lúc năm 70, 71 á là ông bảy ưa còn trẻ ông còn trẻ các bạn thì ba của ông bảy ưa á là cái lúc đó thời chiến tranh quê của bạn lại tiền giang các bạn nha thì thời chiến tranh thì có ông hôm á là ba của ông bảy ưa đi ra phía sau vườn nhà của mình thì thấy có một cái ông lão nằm chết ở phía sau vườn nhà của mình thì cái lúc thấy ông lão này nằm chết thì ba của ông bảy ưa này cũng kêu lên hô hào lên hàng xóm mới chạy lại thấy cái ông lão này lão quắc à mà nhìn ổng già lắm rồi cái xác chết của ổng á là thể hiện ổng tầm khoảng chừng sáu mấy bảy chục tuổi mà ổng già lắm mà cái gương mặt thì lão quắc không biết rằng á là cái ông này ở đâu tới mà tại sao lại chết ở phía sau vườn nhà của Mỹ Ưa Mà sau vườn hồi xưa không phải là vườn nhỏ Giờ vườn rất là lớn nha các bạn Thì mọi người mới thấy chợ sao mà cái ông này ở đâu Mà tới đây chết Mà cái mặt ổng lão quắc Không biết là ổng ở đâu tới Nhưng mà hồi xưa thì Cứ ai chết ở đâu người ta chôn ở đó À, thời đó mà các bạn cho nên nó hả là à, chôn như vậy thì sau này á là làm mồ yên mã đẹp lại thì lúc này á là ba của ông bảy ưa với lại những người trong xóm á là cũng đào lỗ để mà quấn chiếu chôn ông này ngay chỗ cái đó luôn ngay chỗ cái 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 đoạn vườn đó luôn thì khi mà chôn xong sau này khi mà giải phóng hả hòa bình rồi á thì trong cái lúc làm mộ lại á là gia đình của ông Bể ưa cũng đã làm mộ lại cho cái ông lão vô danh đó tại vì không biết là ai kêu không biết tên gì luôn nữa kêu vô danh một ngôi mộ vô danh thôi kệ mình làm cái ngôi mộ lên cho nó đàng hoàng chút xong rồi khi mà ba của ông bảy ưa chết rồi thì cái chuyện nó cũng không có gì nó trôi qua mấy chục năm sau thì cho tới cách đây khoảng 10 năm trước là tầm khoảng chừng 2009 nha. Thì lúc này ông Bảy Ưa á là cũng khoảng bốn uh, mấy, bốn mấy tuổi rồi. Thì hai vợ chồng ông Bảy Ưa thì có vợ, với lại có hai đứa con. Nhà lúc này là còn hai vợ chồng, hai đứa con, ba ông Bảy Ưa chết rồi ha. Và sau vườn thì cũng y chang vậy. Thì trong khi lúc đó đó là cái người vợ của ông Bảy Ưa về đây ở cũng làm dâu nhiều năm rồi, nhưng mà không thấy gì hết. Nhưng mà cách đây tầm khoảng năm 2009 á thì hôm đó tự nhiên bà đang ngủ đang ngủ ha cái hai chồng đang ngủ vậy đó nằm trong một cái bà giật mình thức dậy bà giật mình thức dậy xong cái tự nhiên bà bàng hoàng là tại vì bà nhìn thấy có một ông già nhìn ra thì bà thấy có ông già ông già này mặc một cái bộ đồ bà ba phi bà ba phi với các bạn màu trắng giống như mấy ông hội đồng trong phim vậy đó mang đôi hút mọc mà còn cầm cái gậy râu rất là dài nữa thì cái ông nào ông cứ đi tới đi lui đi tới đi lui ở ngoài nhà xong cái ông đi lại ngay chỗ cái 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 cái, cái giường của vợ chồng ông bảy vậy đó thì lúc đó là bà không biết là ai chợ sao ai vô nhà mình mà nhìn trong cái lúc mà hí hí nhìn ổng á cái bà nào bà không sợ ma nhìn ổng á thì bà nhìn y như là một người chứ không biết là ma nha thì bà mới hí hí bà bà cố tình coi cái ông này ông làm gì tự nhiên sao mà đi trong nhà mình mà mặt mày là quắc à thì bà mới hí hí thì bà thấy rằng cái ông này ổng kéo cái mùng trong khi cái mùng mình tấn vậy đó bà thì nằm ngoài chồng bà nằm trong ổng kéo cái mùng các bạn bắt đầu ổng dở cái mùng ổng đút cái đầu vô cái ông dòm qua ông bảy ưa xong cái ông dòm qua bà này mà trong khi lúc này ấy, bà vợ bà bà bảy ưa bà đang hí con mắt thì bà thấy cái ông này dòm dòm mình xong dòm chồng mình xong cái hả bắt đầu rút cái đầu ra buông cái mùng xuống cái đi tới đi lui xong cái đi ra sao mất tiêu luôn thì bà không biết là người hay là ma ủa mà nếu mà ma thì đâu có mình vẫn nhìn thấy cái chân ổng đi tới đi lui thấy đôi gút của ổng đôi gút mọc xong cái hả bà cũng cãi tại cái bà này tánh mà cũng gan nữa các bạn cho tới sáng hôm sau thì bà mới kể cho bà ương nghe bà mới kể rằng là sao hồi hôm tự nhiên tôi ngủ mà tôi thấy có con ông già già lắm tầm khoảng chừng 70 mươi bảy mấy tuổi á mà sao ổng vô nhà mình cái ông đi tới đi lui ổng còn hả là rút cái mùng của mình ổng còn đút cái đầu hả của ổng vô nhìn hai chồng mình ngủ nữa không thì ông bé ưa nghe vậy cái ổng nói chứ không có là bà ơi Ma, ai vô nhà mình tối mình ngủ mình đóng cửa mà nhiều khi bà ngủ mơ hoặc là bà nhìn lộn hả, trong gà quá cuốc bà ơi. đó bắt đầu bỏ qua cái chuyện đó thì tầm mấy ngày sau không thấy nữa nhưng mà tầm khoảng tuần sau thì cái hôm đó mọi người trong nhà ngủ rồi ông bể ưa với là hai đứa con ngủ trơn rồi còn riêng bà bể ưa này á thì bà lại là không có ngủ được các bạn bà cứ nằm bà chằn chọc chằn chọc chằn chọc bực bội lắm xong cái bà ngủ không được cái bà bực bội quá bà mới ngồi dậy bà đi ra phía sau nhà thì phía sau nhà là cái cửa sau thì đóng nhưng mà vẫn có cái cửa sổ là bà nằm trong nhà phía sau có một cái võng thì bà nằm đó bà đưa võng qua đưa võng lại giống như là trời sao ngủ không được vậy ha bắt đầu bà nằm đó cái tự nhiên bà nghe như là có người đẩy cửa sau thì bà bắt đầu bà nhắm mắt lại bắt đầu bà nhìn thấy cái ông già cái ông già mấy bữa trước thấy đó ổng đi vô ổng đẩy cái cửa sau ông vô các bạn thì bà này khi đó đó là bà này biết rằng đó là rồi đó sao mà mình khóa cửa rồi mà tại sao ổng đẩy cửa vô được chắc là ma rồi chứ không phải là người cho nên nó là bà này không sợ ma thành ra bà cứ nằm bà hí con mắt để coi ông này làm gì ha bắt đầu cái ông này ha đi vô cái ổng đi ra trước ổng đi tới cái cửa trước á cái ổng đi vòng vòng trước ổng đi ra sao mà đi tầm 5 phút đó, các bạn đi tới đi lui đi vòng 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 trong nhà tầm 5 phút vậy đó mà bà bảy ưa bà cố tình bà ho bà tặng hắn <laughs> với lại á là như mình đang nằm trên võng của mình trở người qua lại vậy đó xong cái ho <laughs> xong cái tặng hắn <laughs> thì để coi coi cái ông này ông thái độ không sao mà giống như ổng không hề quan tâm tới bà bảy ưa này bà làm gì kệ bà còn ổng thì ổng cứ đi vòng 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 trong nhà vậy đó xong cái hả là ổng đi ra làm sao mặc cho bà bảy ưa làm gì kệ bà cái ổng lại đi ra trước thì khi mà ổng vừa đi ra trước bà bảy ưa dòm theo một cái là bà bảy ưa thấy ông bảy ưa đi ra giống như là tỉnh dậy không thấy vợ mình đâu cho nên ổng đi kiếm ổng bật cái đèn lên thì cái ông kia biến mất tiêu hoàn toàn biến mất tiêu trời ơi bắt đầu bà bé ưa bà mới nói ông ơi ông chỗ có ma vô nhà mình hôm trước á tôi kể ông nghe ông nhớ không cái ông già mà à, đi đi tới đi lui trong nhà xong dở mùng vô dòm hai chồng mình đó 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 cái ông nói ma đó ông ơi chỗ mới nãy tôi mới thấy ông nè tôi mới thấy ông đi tới đi lui mà ông hả vừa bước ra sao cái là ổng mất tiêu trong khi tôi thấy ông rõ ràng đi trước thì lúc này ông bé ư ổng biết rồi ông nhớ là cái chuyện họ còn cái lúc mà ổng còn trẻ đó năm bảy mươi bảy á thì ổng nói ờ à, thôi bà lên nhà bà ngủ với tôi đi rồi mai tôi tính xong cái qua ngày hôm sau ông bé ư ổng ổng kêu bà vợ của mình đó là đi chợ đi rồi về làm mâm cơm thịnh soạn À, không phải là món gì món kia nhiều nhưng mà dạng mâm cơm có đầy đủ hả là món xào món mặn rồi canh vậy đó rồi bưng ra cái ngôi mộ của ông già hồi xưa cúng thì từ khi mà cúng á là bà bể ưa không thấy ổng nữa nhưng mà vẫn nghe các bạn nghe nghe hả là tiếng guốc ổng đi guốc mọc mà nghe tiếng guốc đi cọc 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 vọng xuống nền nhà cứ nghe liên tục vậy đó thì à, bà cũng nói từ khi cúng tới giờ á là tôi không thấy ổng nhưng mà tôi lại nghe tôi lại nghe mà cứ mấy ngày không phải là mỗi ngày mà cứ khoảng ba bốn ngày á là cứ nghe tiếng hả là cọc cầu cọc, cọc vậy trong nhà tầm khoảng hai chục phút á thì sẽ mất tiêu không nghe nữa là im lặng luôn thì nghe kể vậy thì cái đứa con trai anh con trai này sinh năm 1994 nghìn thì vào cái thời điểm mà 2009 đó, thì ảnh cũng còn nhỏ Mới mười mấy tuổi à Thì khi mà nghe ba mẹ mình nói Thì cái anh này còn nhỏ Tuổi trẻ trâu Cho nên nó là không có tin Không có tin cho nên khi mà nghe Thì cố tình đó là để thử coi Tối mình không có ngủ Mình rình thử coi mình có thấy cái ông già dạ đó hay không Như là lời mẹ mình nói Hoặc là nghe tiếng gì hay không Nhưng mà anh chàng này rình hoài không nhìn thấy mà cũng không nghe tiếng cho nên nó là anh chàng này nói ba với mẹ mà cỏ cái gì mà ma cỏ thì có một đêm hôm đó đang ngủ cái tự nhiên á là cảm thấy mắc tiểu mà hồi xưa á cách đây mấy năm trước thôi là trong nhà là muốn đi toilet là phải đi ra mở cái cửa sau ra rồi đi thêm một đoạn nữa thì đi ra cái toilet nhà sau hoặc là đi hả lần cứ con trai mà cho nên nó là nhiều khi ngay cái lùm nào cứ đi đại thì cái anh này ảnh đang ngủ mà ảnh trời ơi mắc tiểu quá mà làm biến đi quá bây giờ nếu mà đi ra ngoài làm biến quá mà ngay cái chỗ ngủ của ảnh có cái cửa sổ các bạn cho nên ảnh dở cái mồm ảnh lên xong cái ảnh đứng ngay chỗ cái cửa sổ vậy đó ảnh giặt xô kêu ra để mà ảnh đái ngoài ảnh đái ảnh bắt đầu là đứng ở trong nhà mà giặt xô kêu ra để mà À, là thả ở ngoài cửa vậy đó thì khi mà xong xuôi chung vô nằm lại rồi trợ giật mình nhìn lại thấy có một ông già đứng ngay cái chỗ cửa sổ ngay phòng mình á mà đứng nhìn vô chăm chăm nhìn. nhìn vô chăm chăm mà nhìn chăm chăm luôn các bạn ơi sợ quá cho nên nó là la lên thì cái lúc la lên đó là ông bà bế ưa chạy vô cái người chị của anh này cũng chạy vô mà hỏi thì chưa có nói được xong rồi một hồi sau bình tĩnh rồi á thì mới kể được rồi kể xong cái qua ngày hôm sau á là ông bế ưa kêu bà bế ưa á là làm mâm cơm cúng mà kỳ này còn cúng thêm hai con vịt nữa cúng thêm hai con vịt để cho hả là cái ông này đừng có hiện cho vợ con không thấy thì khi cúng xong rồi á là không thấy không thấy nữa nhưng mà vẫn còn nghe tiếng vẫn còn nghe tiếng nha nhưng mà trong suốt 10 năm nay tới bây giờ vẫn còn các bạn trong sớm của bạn á trong sớm của bà nội bạn ai cũng biết cái chuyện này hết tại vì có nhiều người người ta nói rằng có nhiều khi đi ngang qua nhà ông bé ưa ban đêm á là sẽ nhìn thấy một cái ông già mặc cái bộ đồ phi bóng màu trắng mà chống cây gậy có râu dài đi vòng 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 trước sân nhà ấy, có nhiều người thấy lắm rồi hả trong nhà con bể ưa ấy, thì vợ con ổng liên tục nghe cứ không phải là liên tục mà ngày nào cũng nghe mà cứ ba bốn ngày hoặc là năm sáu ngày sẽ nghe một lần giống như tiếng rú gỗ mà vọng xuống nền nhà đi vòng 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 vòng, vòng trong nhà tầm hai chục phút ấy, thì hết các bạn mà nghe riết rồi ấy, thì anh con trai này cũng không còn sợ bà bể ưa nghe riết rồi cũng quen thì đây là cái câu chuyện mà đầu tiên do bạn kể câu chuyện thứ hai thì chuyện này xảy ra với người chị chị này là con của người bác của bạn thì chị này là chị lớn luôn bạn kêu là chị hai tuy rằng không phải là chị ruột nhưng mà do là con của bác vẫn kêu là chị hai nha thì bác của bạn là có tới năm người con thì những người con này đều lập gia đình lấy vợ lấy chồng hết rồi Thì có cái anh đó thứ tên là Sang thứ ba Là cái anh này á, là có vợ có con Nhưng mà ảnh ở trên Sài Gòn Ảnh có thuê một cái phòng trọ Trong một cái hả, là khu mà trong đó toàn xóm trọ không à Thì cái người chị hai này á, thì ở dưới Tiền Giang Thì cái hôm đó là chị này á, là đi ăn đám cưới ở trên Long Thành Đồng Nai á thì cái lúc ăn đám cưới xong á là chị mới về chỉ ghé nhà trọ của em trai của mình anh Sang này nè Thì vô đây á, là cũng tính rằng ở lại chơi với đứa cháu nhỏ khoảng 2-3 ngày rồi về quê thì khi mà cái ngày đầu tiên cái lúc mà vô ăn uống xong rồi á thì hai cái bữa đó chủ nhật cho nên nó là vợ chồng con cá anh sang có ở nhà thì ăn uống xong cái anh sang mới kêu rằng á là thôi chị nằm chị nghỉ đi rồi á chút xíu chiều mình đi đâu chơi thì lúc đó là trưa nha chị mới nằm chị nghỉ chị nghĩ thì mới vừa nằm xuống thôi đang thiêu thiêu cái tự nhiên á là chị thấy có năm đứa con nít nó mở cửa phòng nó vô nó vô mà nó đứng ha nó ngay chỗ hả là chỗ chị nằm á mà cái đứa lớn nhất tầm 10 tuổi còn cái đứa nhỏ nhất á là tầm khoảng chừng ba bốn tuổi thôi mà nó là hai đứa con trai ba đứa con trai với hai đứa con gái các bạn thì khi mà nó vô nó đứng nó nhìn chạy xong nè thì cái đứa nhỏ nhất á nó leo lên trên bụng chị nó ngồi nó leo lên bụng chị nó ngồi còn mấy đứa kia thì đứa thì ngắt đứa thì nhéo đứa thì thọt lét đứa thì đè tay chân hả mà hả nó hỏi chị gì nè à, ở đâu lợi chơi vậy ở đâu lợi chơi sao mà không mua đồ à, để cho hả tụi này ăn nghỉ hết trơn vậy không mua đồ gì để cho tụi tôi ăn hết trơn vậy ở đâu lợi chơi mà không biết điều gì hết trơn vậy Trời mà cái chị này cái tính chị không sợ ma Chị rất là dữ các bạn Và khi mà bị mấy cái đứa này đè mình Rồi hả là nhéo tay nhéo chân ngắt nhéo kéo mình Rồi nói rằng không có mua bánh vậy đó Cho nên đó là chị mới dùng dằn Giống như là cố tình để đẩy đứa mấy đứa này ra mà đẩy quản được Cho nên chị tức chị mới chửi Chị nói rằng là à, tụi bay á đè tao vậy á tụi bay hả là hả à, chấn tay chấn từng chấn chân tao như vậy á thì làm sao mà tao mua bánh cho tụi bay hả là tại vì chị biết cái đám này là ma cho nên nó là chị mới nói rằng làm sao mà tao mua bánh cho tụi bay được trong khi tụi bay đè tao như vậy xong cái lúc đó hả là khi mà hả chỉ nói vậy xong cái tụi nó mới đứng dậy không chưa lúc này chưa đứng dậy mà tụi nó nói rằng đó là thiệt không giống như là chị nói rằng bây giờ tụi bay buông tao ra đi rồi tao đi mua đa, mua bánh cho tụi bay ăn nhưng mà mấy đứa này nó chưa đứng dậy đâu nó hỏi rằng đó là thiệt không thì khi mà chị chưa có trả lời là chị ngồi bật dậy được và khi cái lúc chị bật dậy được Lúc đó là chị đã mở mắt ra rồi Cái đầu chị đã tỉnh rồi nha các bạn Mà chị nhìn ra cửa là chị thấy năm cái đứa này nè Nó mở cửa nó bước ra ngoài Nó bước ra ngoài các bạn Thì khi đó ha Là vợ chồng con cái của anh Sang trên lầu chạy xuống Chạy xuống hỏi chị làm cái gì chị ngủ Mà chị la âm um sầm ú ớ um sầm vậy Nằm mơ hả thì chị mới kể lại Thì anh Sang nói rằng là Ôi chắc có thể là cho chị mệt quá Cho nên chị thấy vậy thôi Nhưng mà chị vẫn là làm theo cái lời hứa của mình đi ra phía ngoài ở ngoài có cái tiệm tập quá cái lúc vô chị thấy đó thì chị ra phía ngoài để mà chị mua bánh chị tính là mua mấy cái bánh bim bim á các bạn xong á là cái lúc đi ngang qua chị thấy có một cái miếu trong cái miếu này á thì hãy chị nhìn vô á là chị thấy là có nhang rồi trong đó nữa ha rồi có một cái bức tượng mà à, bạn không có để là bức tượng gì hết mà giống như là bức tượng đó là để trấn những cái vong hồn trong đó vậy đó thì khi mà lại hả tiệm tập quá chị mới hả kể lại cho cái bà tập quá nghe cái bà bán tập quá nghe thì cái bà này nói trời ơi năm đứa đó đó là có hai đứa là hai chị em ruột à, hồi xưa tắm làm sao không biết chết xong rồi ba đứa kia thì con của mỗi nhà khác nhưng mà tụi này nó chết nó quậy dữ lắm nó quậy lắm cho nên đó là người ta mới lập cho nó cái miếu chỗ đó kìa chị thấy không đó là cái miếu mà nãy chị đi ngang đó người ta mới lập cho nó kiểu cái miếu đó đó nhưng mà nó vẫn phá cho nên á là trong sớm mới thỉnh bạn không có biết là cái bức tượng đó là bức tượng gì cho nên bạn mới nói bạn nói là một bức tượng gì em cũng không rõ thì trong sớm người ta mới thỉnh cái bức tượng đó đó là về trấn tụi nó mà tụi nó cũng quậy thì lúc mà chị mua bánh xong cái chị đi ngang chị đi ngang cái 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 miếu đó đó cái chị nhìn vô chị chửi chị này dữ lắm chị nhìn vô chị chửi nói tụi bay á à, phá tao ha phá tao đi tao lợi hả tao đập miếu tụi bay luôn nói vậy đó xong rồi đó là chửi thì chửi nha mà đi vô tới nhà của anh sang thì chị vẫn mở bánh ra rồi kêu anh sang đưa cho ba cây nhang chị vẫn cúng nè tao hả hứa nè tao cho tụi bay ăn nè tụi bay hả là ăn đi nè ăn đi nha ăn đi mà còn phá tao ha là tao lợi hả tao dở miếu tụi bay luôn rồi á là hai ba ngày sau chị ngủ đó không thấy gì nữa các bạn thì đây là cái câu chuyện thứ hai về người chị hai họ của bạn đã trải qua thì hôm nay thi đã kể xong tập 721 rồi à, hẹn gặp lại các bạn ở tập 722 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về thi à, mấy ngày gần đây á là trên cái phần nhận xét á thì thi có thấy nhiều bạn bình luận à, do là các bạn mới vừa biết kênh của mình mới đây thôi cho nên nó là các bạn chưa có kịp coi hết bảy trăm mấy chục tập thành ra là các bạn cứ hỏi thi rằng là à, chị thi ơi chị thi kể chuyện ma vậy đó, chị thi có sợ ma không hay là thi ơi thi kể chuyện ma vậy đó, là thi có sợ hay không hoặc là thi ơi thi kể chuyện ma vậy đó, mà bản thân thi đã có từng thấy ma hay không để từng nhìn thấy ma hay là bị ma đè bị ma nhét gì chưa mà kể chuyện ma như vậy thì cái vấn đề này á, là bạn nào mà có theo dõi kênh của mình lâu rồi thì chắc chắn các bạn sẽ biết là lý do gì sao mà thi kể chuyện ma bắt đầu từ khi nào thi kể chuyện ma là từ cái tập thứ nhất tập thứ hai là cái tập đầu tiên tập tập thứ nhất á, là bản thân thi đã trải qua Bản thân Thi trải qua các bạn nha à, Thi nhìn thấy như vậy Lúc thức luôn Rồi lúc đó là Thi nhìn thấy là hồi năm 2015 Nhưng mà cho tới năm 2016 Là Thi mới làm cái clip đầu tiên Mà Thi không có tính rằng Thi kể chuyện ma Không phải tính là kể chuyện ma Mà Thi tính rằng Thi làm cái clip đó đó Là tại vì ai gặp cũng hỏi hết Thi ơi mày gặp cái chuyện đó làm sao Chỗ đó, đó là gặp làm sao Tao đi ngang tao cũng thấy nữa Nhưng mà mày gặp làm sao mà mày đi chụp hình đó thì thi đã làm cái clip đó để mà kể lại cái câu chuyện của mình đầu đuôi tại vì có nhiều người người ta chửi thi rằng đó là con nhỏ này nó rảnh tại sao 12 giờ đêm mà nó đi ra nó chụp hình làm gì rảnh dữ vậy nhưng mà không có cái chuyện gì mà tự nhiên hết tại vì á là thi đã thấy trước như vậy rồi thi kể lại nhưng mà người nhà bạn bè rồi lúc đó thi cũng có đăng trên Facebook, người ta không tin. Cho nên đó là thi mới đi chụp hình như vậy và lý do nguyên do tại sao mà thi lại nhìn thấy cái cô mà mão áo dài trắng như vậy thì đều có lý do cả. Cho nên thi đã làm cái clip tập 1 để mà kể lại cái câu chuyện của mình. Rồi thí dụ như ai mà sau này mà có hỏi rằng á là ần à, sao vậy? sao vậy thì thi kêu ờ thôi lên đó gõ kiện ma trước cổng trường Nguyễn Hữu Thọ lên đó gõ đi chứ giờ làm biến kể lại câu chuyện nó dài cho nên làm biến kể lại lắm thì thành ra là cứ như vậy đó rồi các bạn cứ kêu thi kể rồi các bạn cứ hả là à, gửi chuyện về cho thi cho nên đó là thi mới bắt đầu từ 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 đó là thi kể hoài kể hoài kể coi như bữa giờ là ba năm mấy rồi đúng không các bạn cho nên đó là thi đã từng gặp rồi đã từng nhìn thấy rồi từng bị đè rồi mà cũng đã từng hả là trải qua rất là nhiều cái câu chuyện mà dẫn dắt mình đi trên cái con đường tâm linh như thế này. Thành ra là những cái bạn mà mới theo dõi đây, mới xem chừng một hai trăm tập đây á thì các bạn không biết là thi có gặp hay không. Tại vì các bạn cứ hỏi hoài, hỏi hoài luôn chỉ có thấy bao giờ chưa thì thi nói là thi đã thấy rồi. Còn bạn nào mà muốn là uh, xem rằng thi đã thấy như sao thì quay về tập 1. <laughs> các bạn ha các bạn quay về tập 1 tập 2 tập 3 những cái tập đầu á, là thi đã kể những cái chuyện của bản thân thi với lại gia đình bạn bè những cái người mà thi quen biết là những cái tập đầu sau đó là mới tới những cái chuyện mà các bạn đã gửi về thì các bạn chịu khó quay về để mà coi coi thi gặp những cái chuyện gì thì thi nói rằng á là thi cũng đã từng gặp nhiều chuyện đó, gọi là kinh dị đối với người khác chẳng hạn như các bạn tưởng tượng thi dẫn chó đi toilet như vậy dẫn chó đi vệ sinh như vậy mà thi lại thấy một cái người mà không có mặt mày không có mắt mũi miệng mà chạy ngời ngời ngoài đường như vậy thì nếu mà gặp các bạn thử các bạn sao chứ bản thân là thi thấy vậy rồi mà thiệt tình chia sẻ lúc đó là muốn xỉu tại chỗ nhưng mà có bạn chó cho nên đó là thi đã cố gắng bình tĩnh mà đi vô mà nắm hai cái ngón tay cái vậy nè mà đi vô từ 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 sợ nó rượt theo nữa thì các bạn muốn biết làm sao thì các bạn cứ quay về những cái tập đầu các bạn xem nha và đương nhiên là những cái tập đầu thì thi không có kể mà gọi là à, tốt như bây giờ không phải là hả dở mà cũng không hay hiện tại bây giờ thi cũng không dám nói mình là cái người kể hay nhưng mà phải gọi là tốt hơn có kinh nghiệm hơn hồi xưa rất là nhiều cho nên nó là cũng có nhiều bạn đó là theo từ tập 1 cho tới tập bây giờ luôn thì các bạn cứ quay về các bạn xem các bạn ha thì thôi tám tới đây thôi chúng ta ngưng tại đây thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, tập 721 nha Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm Xong rồi ngủ ngon các bạn nha Xin chào